Chuyển sang phần tin tức quốc tế. Thưa quý vị, vào chiều ngày 28 tháng 10, một tàu lượn siêu tốc trong công viên giải trí ở Đông Nam Hàn Quốc bất ngờ ngừng hoạt động giữa chừng, khiến 22 hành khách bị kẹt trên cao trong khoảng 20 phút. Hiện tại nguyên nhân của vụ việc đang được tích cực điều tra làm rõ. Giới chức thành phố cho biết không có ai bị thương trong vụ việc này. Theo hãng tin Yonhap, tàu lượn siêu tốc trên dừng lại khi đang ở độ cao khoảng 55m so với mặt đất vào lúc 17 giờ 37 phút theo giờ địa phương. Đơn vị quản lý đã phải điều khiển bằng tay để đưa tàu lượn trở về ga, đưa các hành khách trở ra an toàn. Theo giới chức thành phố Gyeongju, tàu dừng do hoạt động của hệ thống cảm ứng an toàn. Đoàn tàu này hiện đã được đưa xuống mặt đất và sẽ được kiểm tra cẩn thận trước khi hoạt động trở lại.